Theo khảo sát, việc ngại bắt đầu một cuộc trò chuyện gượng gạo trên mạng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người quyết định chọn cô đơn. Trong số gần 8.400 người tham gia khảo sát, có tới 53,4% cho biết họ cảm thấy ngượng ngùng trong việc làm quen hay hẹn hò một người khác giới. Ngoài ra, những khó khăn trong giao tiếp, tình hình tài chính cá nhân cũng là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc trước khi dấn thân vào một mối quan hệ. Nhiều người tham gia khảo sát tin rằng ngoại hình, tính cách hoặc nền tảng gia đình của đối phương có ý nghĩa quyết định đến việc liệu họ có nên bắt đầu một mối quan hệ hay không. Đối với một số người khác, việc theo đuổi sự nghiệp cũng là yếu tố tác động tới quyết định họ độc thân hay kết hôn. Với 54,3% số người được hỏi nói rằng họ sẽ không gác lại sự nghiệp để đổi lấy việc về chung một nhà với ai đó. Ngày độc thân 11 tháng 11 xuất phát từ Trung Quốc và được giới trẻ nhiều nước trên thế giới hưởng ứng.